trở lại với Auto Việt Nam trong chuyên mục xe cũ, xe đã qua sử dụng của chúng tôi. Ngày hôm nay thì Auto Việt Nam xin phép được giới thiệu tới anh em chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 phiên bản sản xuất năm 2018, form 2018, lắp ráp tại nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam. Và đây là một trong những form mẫu cuối cùng của GLC 300 trước khi mà Mercedes-Benz Việt Nam chính thức ra mắt mẫu xe GLC 300 phiên bản 2020 với số lượng 300 xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức. Thì đây là một trong những mẫu xe GLC 300 phiên bản 2018 được trưng bày tại Salon Hoàng Gia Bảo Tín, có địa chỉ tại số 8 Thành Thái, phường Dinh Hoàng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, chào bán với mức giá là 2.048.000.000. Và để đi đến với phần chi tiết về tổng quan nội và ngoại thất xe của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 phiên bản sản xuất năm 2018 đang được trưng bày tại Salon Hoàng Gia Bảo Tín này, thì việc đầu tiên thì Auto Việt Nam sẽ chia sẻ cho anh em một chút thông tin, thông số kỹ thuật của chiếc xe GLC 300 đứng ngay cạnh tôi ngay lúc này. Thì đây là một trong những mẫu xe được Mercedes-Benz công bố với mức giá chính thức ở thời điểm năm 2018 trên 2,2 tỷ đồng. Và chủ sở hữu của chiếc xe này là một người ở trong Sài Gòn, trong miền Nam, phải bỏ ra mức giá cả bao gồm chi phí đăng ký xe lên tới khoảng 2,5 tỷ đồng để sở hữu cái mẫu xe GLC 300 ở thời điểm ấy. Và như anh em có thể biết là cái mẫu xe GLC 300 phiên bản 2018 so với phiên bản 2020 mới được Mercedes-Benz công bố vào tháng 11 vừa rồi, thì cái mẫu xe GLC 300 phiên bản 2018 có rất nhiều những cái chi tiết phải nói rằng là vẫn giữ được những cái bề thế và bền dáng của cái mẫu xe GLC, một trong những mẫu xe crossover bán chạy nhất trong phân khúc hạng sang cỡ nhỏ. Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ cho anh em đó là phần cụm đèn chiếu sáng của mẫu xe GLC 2018 được lắp ráp tại nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam. Thì đây là một trong những phần cụm đèn chiếu sáng được sử dụng bằng hệ thống chiếu sáng full LED thay vì mẫu GLC 300 phiên bản 2020 nhập khẩu trực tiếp từ Đức ở thời điểm hiện tại sử dụng bằng hệ thống chiếu sáng multi-beam với 84 bóng, hệ thống chiếu sáng thông minh. Thì đây, cụm đèn chiếu sáng của mẫu GLC 300 phiên bản cũ thì vẫn được sử dụng hệ thống chiếu sáng full LED thôi. Anh em có thể thấy đây, LED Intelligent Light System. Chúng ta vẫn có một cái cụm đèn chiếu sáng như này. Và người sở hữu cũ của cái mẫu xe này, họ cũng rất là giữ gìn, đèn thì còn rất là trong. Và đồng thời, những cái chi tiết góc cạnh của cái mẫu xe cũ đang được trưng bày tại Hoàng Gia Bảo Tín này thì nó còn rất là khăng khít, không có những cái dấu hiệu về cái va chạm đâm đùi. Rồi phần phía bên này cũng vậy. Anh có thể là quay kỹ để cho anh em có thể thấy rõ. Đó, còn rất là trong anh em ạ. Rồi phần thứ hai tôi muốn chia sẻ cho anh em là cái phần mặt ca lăng dưới tản nhiệt của GLC 200 phiên bản cũ đứng ngay cạnh tôi ngay lúc này. Anh em có thể thấy vẫn được sử dụng bằng hai thanh nan song song ôm trọn logo ngôi sao ba cánh. Còn đối với phiên bản GLC 200 phiên bản 2020 nhập khẩu trực tiếp từ Đức thì phần mặt ca lăng này đã được sử dụng bằng một cái thiết kế mà người ta vẫn gọi đó là kiểu mặt ca lăng hình sao rơi, nó rất là đẹp. Thì cái phần mặt ca lăng cũ của phiên bản này thì vẫn được sử dụng bằng hai thanh nan song song thôi. Đó là những cái chi tiết so sánh giữa phiên bản cũ và phiên bản mới. Nhưng đối với cá nhân tôi thì nó, cái phần mặt ca lăng này nó cũng rất là đẹp rồi. Rồi, ok, chúng ta vẫn có phần chi tiết camera 360 độ có trên cái những cái phiên bản GLC 300 cho tới GLC 200 phiên bản 2020 vừa rồi. Tôi cũng có cái dịp giới thiệu cho anh em. Chúng ta hãy đi sang bên phần phía bên hông xe đi. Đối với phiên bản GLC 300 phiên bản 2018 so với phiên bản 2020 thì kích thước la răng thì vẫn được giữ nguyên với bộ la răng 19 inch thiết kế 5 chấu kép. Đó là răng của AMG và được sử dụng lốp 235, 55 và R19, la răng 19 inch anh em nhé. Và đối với phiên bản cũ thì GLC 300 phiên bản 2018 được sử dụng bằng lốp Michelin lốp run flat. Đối phiên bản 2020 nhập khẩu trực tiếp từ Đức thì Mercedes-Benz họ không trang bị cho mẫu GLC lốp run flat nữa. Đó là một trong những cái sự khác biệt và so sánh.
Ok. Vẫn có camera 360 độ nhá anh em nhá. Điều mà tôi muốn chia sẻ cho anh em thêm đó là GLC 300 phiên bản cũ thì nó không có cửa hít. Đó, không có cửa hít nhá. Rồi. Và tất nhiên là phiên bản cũ thì không có đá cốp. Không có đá cốp nhá. Chúng ta phải sử dụng bằng cơm. Nhìn chung về cái phần đầu xe, phần thân xe và phần đuôi xe của mẫu xe GLC 300 phiên bản 2018 đang được trưng bày tại Salon Hoàng Gia Bảo Tín, chúng tôi đánh giá rất nhiều những cái chi tiết còn nguyên vẹn và mới. Đặc biệt chúng tôi quan sát những cái phần góc cạnh của phần viền đèn, rồi những cái phần chi tiết, những cái cánh cửa, bản lề, ba bu lê đều còn rất là nguyên, không có những cái hiện tượng va chạm đâm đụt. Và hiện tại Hoàng Gia Bảo Tín đang phân phối chào bán với mức giá là 2.048.000.000 nhá. Ok, bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh em một chút ở phía bên trong khoang nội thất xe. Xin mời. Ok, nổ máy lên nhá. Nói đến những cỗ máy của Mercedes-Benz thì chúng ta chắc có lẽ là cũng không cần phải bàn cãi gì nữa. Chúng tôi đã có những cái bài đánh giá về những cái mẫu động cơ về của Mercedes-Benz. Mặc dù khối động cơ của phiên bản mới sản sinh ra 258 mã và khối động cơ cũ của phiên bản cũ này chỉ sản sinh ra 245 mã thôi, nhưng gần như cái mức tương đương giống như nhau. Và cái khả năng cách âm chống ồn như GLC thì chúng ta có lẽ, tôi lại nhắc lại một lần nữa là cũng không có quá nhiều những thứ để bàn cãi. Chiếc xe này thì đã chạy được 31.529 mai. 31.529 mai thì một mai là 1.6 thì nó sẽ tương đương với khoảng tầm trên 4 vạn. Chiếc xe này đã chạy được khoảng trên 4 vạn. Ok. Và trên cái mẫu GLC phiên bản 2018 thì anh em có thể thấy là cụm màn hình tablo theo kiểu dạng bán điện tử, sử dụng cả analog, cả phần điện tử. Đó, rất là đẹp đấy ạ. Rồi cái phần màn hình LCD 7 inch đối với phiên bản mới đã được nâng cấp bằng cụm màn hình là 10.25 inch. Rồi cái phần start control này cũng thế, ở phiên bản mới đã được sử dụng bằng cái phần start control đã được thiết kế lại trông đẹp hơn. Thì đối với cá nhân tôi thì mặc dù là phiên bản mới đã được ra mắt, nhưng đối với tất cả những cái phần chi tiết mà Mercedes-Benz thiết kế cho những cái mẫu xe cũ của mình, nó vẫn còn giữ được những cái thiết kế đặc trưng và nó cũng thể hiện được những cái sự sang trọng. Đấy, chúng ta vẫn sử dụng cái phần start control đây. Anh em có thể thấy cái giao diện của nó, cái nhận diện của nó đấy, rất là nhạy, đúng ạ. Rồi, ok, muốn chia sẻ thêm cho anh em về tình trạng về phía bên trong nội thất của chiếc xe GLC 300 phiên bản 2018 thì anh em có thể thấy đây, người chủ sở hữu cũ của mẫu xe này họ cũng rất là giữ gìn, vì đặc tính đây là những cái dòng xe sang, bởi lẽ vậy nên những người chủ sở hữu của mẫu xe này thường xuyên họ rất là chăm chút xe và đồng thời họ cũng rất hiểu biết về xe. Những cái phần phía bên trên này anh em có thể thấy là những cái lớp da nó vẫn còn giữ được nguyên, nó không hề có những cái dấu hiệu của ánh nắng chiếu vào làm nó bạc đi cái phần phía bên trên. Táp lô đây, da táp lô còn rất là cứng và mềm. Rồi phần vô lăng xe anh em có thể thấy là nó vẫn còn rất là căng và mịn, không thấy có những cái dấu hiệu là nó bị bạc, rồi nó bị trờn, rách. Đó. Rồi phần phía bên tay phải của tôi anh em có thể thấy đây, cái gỗ tần bi đây của nó còn rất là sạch sẽ, thể hiện được những cái sự sang trọng của cái mẫu xe này đem lại. Đó. Rất là sang. Những nút bấm ở phía bên tay phải, bên trên cái bảng thông tin giải trí này nó vẫn hoạt động rất bình thường. Rồi cái phần tôi muốn chia sẻ thêm cho anh em đó là cái phần ghế chỉnh điện
của Mercedes-Benz ở phần phía bên tay trái của tôi đây vẫn hoạt động rất bình thường và nó còn rất là mới. Tôi cảm thấy nó còn rất là cứng, nó không có hề dấu hiệu về dạo rễ, nút bấm đó, rất là nhạy luôn. Đấy, cánh cửa cũng vậy, nó cửa kính hai lớp nhá. Toàn bộ bề mặt ghế của GLC 300 phiên bản 2018 đang được trưng bày tại Salon Hoàng gia Bảo Tín thì anh em có thể thấy thôi, cái bề mặt da của nó rất là căng và nó không hề có những cái vị trí nào bị rộp hay là bị xẹp xuống. Ở phần phía đằng sau cũng vậy, anh quay phim quay vào kỹ một tí cho anh em thấy. Hiện tại thì mẫu xe GLC 300 phiên bản 2018 lắp ráp tại nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam đang được trưng bày tại Salon Hoàng gia Bảo Tín và có địa chỉ tại số 8 Thành Thái, phường Dinh Độc Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Chào bán với mức giá là 2.048 triệu, và đây là một trong những cái mức giá mà tôi cho rằng là vẫn còn có thể thương thảo và đàm phán được nếu như anh em có thiện chí và liên hệ trực tiếp với chủ salon xe. Những hình ảnh chi tiết thì chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em ngay sau đây thôi. Và nếu như anh em cảm thấy video clip của chúng tôi hay, ý nghĩa và bổ ích thì hãy nhớ like và share ủng hộ bằng cách đăng ký theo dõi Auto Việt Nam, bằng cách rung chuông ở góc phải màn hình của các bạn. Đừng quên đọc pass Auto Việt Nam để nhận được mức giá hỗ trợ tốt nhất đến từ phía chủ salon xe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.